chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với channel Bất Thường Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với lại một game có tên là Đảo Hoang. Rồi bây giờ thì để mình giải thích qua game này một chút. Lần trước là mình cũng có chơi qua một game tương tự như vậy. Game đó thì có tên là Điện Thoại Công Cộng. Nếu mà bạn nào chưa xem game đó thì có thể bấm vào cái nút dấu chấm than ngược ở trên để mà xem lại video đó của mình nha các bạn. Rồi thì game Đảo Hoang này cũng cùng tác giả với lại game Điện Thoại Công Cộng đó. Và đây là một game mà chúng ta chỉ gọi là ngồi đọc những cái văn bản, nói chung là đọc cốt truyện thôi. Và nếu bạn nào thích những game mà gọi là chuyên sâu vào cốt truyện như vậy thì mình nghĩ là sẽ rất thích hợp với game này. Đó thì game này là một cái game mà nó theo kiểu thuộc dạng là chúng ta đọc xong rồi chúng ta dựa vào nội dung để mà chúng ta suy đoán cốt truyện. Nói chung là nó sẽ cho chúng ta những cái manh mối để chúng ta điều tra ra cái lý do hoặc là cái cách thức để chúng ta thoát khỏi cái đảo hoang này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái phần gọi là mở đầu câu chuyện luôn để biết là tại sao chúng ta lại bị trôi dạt lên một cái đảo hoang như vậy. Rồi, âm thanh này là gì đây? Là biển sao? Là bờ biển à? À đúng vậy. Bởi vì công việc của tôi khá là bận rộn cho nên là tôi quyết định là trốn việc luôn. Hay đấy. Dù sao thì vốn dĩ là cái ngày lễ Obon là cái ngày lễ được nghỉ rồi. Vậy mà vẫn phải đi làm liên tục như vậy cho nên là tôi ghét quá tôi nghỉ luôn. Hóa là như vậy à. Thằng nhân vật chính này của chúng ta đã nghỉ vào cái lễ Obon. Mà công ty của nó thì không cho nghỉ vào cái ngày lễ đó. Rồi. Mà mình chưa biết là nhân vật chính là nam hay nữ nha. Và sau đó thì tôi quyết định là sử dụng một năm tiền lương để mà đi chơi. Hay đấy. Rồi, thế là trên chuyến tàu thì tôi bị gặp một cơn bão. Nhỏ thế nhở. Tôi có thể cử động được tay của mình. Chân cũng có thể cử động được. Thật là tốt quá, tôi đứng dậy được rồi. Có thể là cơ thể của tôi không bị bất kỳ một cái vết thương tích nào cả. Cũng may mắn đấy chứ. Và tôi vẫn còn sống ở đây. Bị trôi lên đất liền như thế này có nghĩa là tôi vẫn còn hên đấy. Chắc là như vậy. Dù cho gặp một phải một cái tình huống nguy hiểm như thế này đi chăng nữa thì tôi không biết phải giải thích như thế nào với công ty về lý do mà tôi nghỉ việc ngày hôm nay. Cho nên là tôi đang rất là lo lắng cho bản thân của mình. Tôi đang rất lo lắng về vấn đề đó và tôi cảm thấy buồn với bản thân của mình khi mà đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc của công ty. Rồi, đại loại là như vậy. Tóm lại là bây giờ tôi cần phải đổi chỗ thôi. Sau khi mà suy nghĩ như vậy thì tôi quyết định là đứng dậy và nhìn khu vực xung quanh bên dưới một màn đêm. Ít nhất thì đây không có vẻ như là có bất kỳ một cái vật phẩm nhân tạo nào tồn tại xung quanh cả. Vậy là đây là một cái đảo hoang hoàn toàn luôn các bạn ơi. Chúng ta đã bị trôi dạt vào một hòn đảo hoang và đang gọi là trên cái bờ tuyệt vọng là không biết phải đi tìm một cái nơi nào để mà thoát thân đây. Tôi chỉ có cảm thấy bất an mà thôi. Đây không phải là trong một bộ phim nào cả. Mà đây thật sự là tôi đã bị trôi dạt vào trong một cái đảo hoang rồi. Tóm lại thì tôi cần phải tìm ở một cái chỗ trú nào đó. Rồi tôi đi đến một cái dưới tảng đá để mà ngồi đó và hít gió trời. Bởi vì ở đây rất tối cho nên tôi cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Tóm lại là đây không phải là lúc để mà tôi đi tìm kiếm xung quanh, hãy đợi đến sáng rồi tính. Tôi bây giờ đã là 31 tuổi rồi. Mà lại phải chờ đợi bữa sáng như thế này thì cảm thấy hơi gọi là quái quái. Đây chỉ có thể là thời khi mà tôi còn trẻ tôi mới có cảm giác như thế này thôi. Thời tôi còn con nít thôi. Rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nhắm mắt lại thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi rồi. Cho nên là tôi quyết định nhìn lên trên bầu trời. Đây chắc nếu mà đây thực sự là một hòn đảo không có người thì phải như thế nào đây? Làm sao để tôi sống được và như thế nào để tôi có thể thoát ra khỏi đây? Tôi chỉ có cảm thấy bất an mà thôi. Một cơn bất an không bao giờ chấm dứt.
Trong lúc mà tôi suy nghĩ không ngừng thì bỗng tôi nhớ đến một cái câu hỏi. Bỗng nhớ đến một câu hỏi. Nếu mà bạn đi đến nếu mà bạn rơi vào một cái đảo hoang mà bạn được mang theo một thứ gì đó thì bạn sẽ mang thứ gì? Đây đây chính là cái gọi là cái phong cách game này rồi các bạn ơi. Phong cách của tác giả này là chúng ta sẽ chọn ra một cái thứ gì đó để mà mang đến cái đảo hoang để mà thoát thân, cũng giống như là cái game điện điện thoại công cộng lần trước đó, chúng ta bấm một số để mà gọi để thoát thân các bạn ơi. Đó thì bây giờ mình cũng chưa biết là chúng ta cần phải nhập cái gì vào nữa. Và cái này là chúng ta hoàn thành phải nhập tiếng Nhật vào rồi. Nhưng mà mình sẽ ghi manh mối lại vào trong một cái note này nha các bạn. Đầu tiên hết thử đem theo điện thoại thông minh nha. Smartphone. Điện thoại thông minh. Mình sẽ thử mang điện thoại thông minh lên đảo hoang xem như thế nào. Mặc dù là chúng ta rơi lên một cái đảo hoang như vậy nhưng mà mình không thể nào mà thoát khỏi được cái thời đại 4.0 này. Cho nên đem theo điện thoại thông minh xem. Rồi điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh là một thứ mà có thể liên lạc được và nó cũng có thể dùng để thay thế đèn pin và có một số ứng dụng khá là tiện lợi nữa. Nhưng mà nếu mà không có pin thì sẽ gặp rắc rối. Chỉ được mang một thứ lên đảo hoang thôi, bạn có muốn mang điện thoại thông minh không? Mình quyết định sẽ mang điện thoại thông minh vào nhé các bạn. Tóm lại là mình giờ chưa nghĩ ra được cái gì hết và sau khi mà chúng ta chơi tiếp thì chắc là chúng ta sẽ nhận được thêm manh mối nào đó thôi. Khi mà tôi quyết định như vậy thì bỗng nhiên có một cái ngôi sao băng xẹt qua. Đó là một ngôi sao băng màu xanh lá mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Nó khá là mới mẻ đối với tôi. Và tôi thoáng nói lên lời nguyện vọng của mình. Thử. Điện thoại thông minh, điện thoại thông minh, điện thoại thông minh. Điện thoại khôn. Rồi, tới sáng rồi. Tôi không biết là tôi đã ngủ từ khi nào. Khi mà tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Có vẻ như là đêm hôm qua tôi đã bình yên và tôi thức dậy được rồi. Tôi cảm thấy khá là an tâm. Nếu mà lỡ đang ngủ trong đêm mà bị một con dã thú nào đó tấn công thì cũng hơi phiền. Và sau đó một khoảng 1 giờ, tôi cũng không chắc nữa. Tôi đi bộ vòng quanh trên hòn đảo một cách tuyệt vọng. Và đúng lúc đúng vậy, đây là một hòn đảo không có bất kỳ một con người nào cả, một hòn đảo hoang. Người thì tất nhiên là không có rồi. Đường thì cũng không và cả kiến trúc cũng không luôn. Nói chung là không có bất kỳ một cái gì cả. Mặc dù thì đây cũng không phải là một hòn đảo lớn gì cả. Tôi đã đi một vòng quanh nó rồi. Và tôi quay trở về cái gì ta bờ biển nơi mà tôi đã xuất hiện ở đây. Rồi, nơi mà tôi bị cho vặt dạt vào. Nhưng mà có một điều khiến tôi khá là bất ngờ. Thứ mà đêm hôm qua hoàn toàn không có lại xuất hiện ở trên bờ biển là chiếc điện thoại smartphone, chiếc điện thoại thông minh của tôi. Chắc là nó đã bị cho dạt vào sau khi tôi đến. Hẳn là tôi đã làm rớt nó ra khỏi túi của mình rồi. Tôi nhanh chóng gọi là mini à, có lẽ là tôi đã bị cho dạt đến đây trước. Muzinto Datara của ra. Hôm qua thì tôi đoán đây là một cái hòn đảo hoang. Khi mà suy nghĩ như vậy thì thật sự là. Ủa, cái đoạn này là sao mình không hiểu lắm. À, hôm qua tôi đã suy nghĩ là nếu mà bị cho dạt đến hòn đảo hoang, có thứ này thì sẽ rất là tuyệt vời. Khi mà tôi suy nghĩ như vậy thì thật bất ngờ là nó lại xuất hiện như vậy. Nó thật sự xuất hiện. À, rồi rồi rồi, mình hiểu đoạn này có nghĩa là gì rồi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng rất là biết ơn. Không biết là nó có khởi động được hay không đây. Chấm 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 chấm. À, may quá vẫn còn pin. Tóm lại là tôi nghĩ là mình nên gọi ai đó cứu giúp. Và tất nhiên là nó không có sống rồi. Đó là điều hiển nhiên thôi. Ở trên một hòn đảo hoang như thế này thì mình đoán là không có sống rồi. Dù cho là điện thoại đi chăng nữa thì nó cũng hoàn toàn không xài được. Chỉ có thể là dùng ứng dụng chụp hình để mà chụp ảnh đảo hoang mà thôi. Nếu mà xưa thì nhưng mà cũng không thể mà đăng lên được ở trên mạng SNS, không để đăng được trên internet cũng vậy thôi. Không kết nối được mạng internet rồi. Đó là điều đương nhiên rồi. Dù cho tôi có suy nghĩ đến mấy cái điều mà mơ mộng đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được cái gì hết.
Hiện giờ thì tôi chỉ có thể làm được những thứ mà tôi nên làm mà thôi. Như là tìm kiếm lương thực, rồi tìm kiếm nguồn nước chẳng hạn. Ừ. Bây giờ thì tôi sẽ tìm kiếm quanh hòn đảo này. Đi vòng vòng qua hòn đảo này. Ừ. Vậy là khi nãy nhân vật chính chỉ đi một vòng ở bên ngoài bờ của biển thôi. Còn bây giờ mới là đi vào bên trong, sâu trong hòn đảo này. Rồi nghe âm thanh sột soạt khó chịu quá. Rồi tôi bắt đầu là đi vào sâu ở bên trong, ở trong một khu rừng. Tất nhiên là khu rừng này thì không có ai chăm sóc cả, nhìn là có thể biết rồi. Nhìn ở nơi đây giống như là một khu mà khu rừng rậm vậy, với rất là nhiều cây cỏ mọc thẳng thừng. Dù là đang ở một cái buổi trưa như thế này nhưng mà tôi lại có cảm giác khá là tối tăm, bởi vì có rất nhiều tán lá cây xum xuê. Tóm lại là tôi phải mau chóng. À không, tôi không tìm được thấy bất kỳ một cái nguồn nước nào cả. Ngoài thế thì hơi bị căng nha. Có thể là không ăn trong vòng 5-7 ngày cũng được, nhưng mà uống nước là phải uống trong một ngày. Tôi cũng không tìm thấy những cái thực vật có thể ăn được và những loại quả cây. Nếu mà cứ tiếp tục không tìm được nguồn nước và thức ăn như thế này thì tình hình này sẽ trở nên khá là tồi tệ đây. Tôi bắt đầu cái bước từng bước chân của tôi bắt đầu trở nên nặng nề hơn khi mà tôi nôn nao và là bất an. Rồi. Sau khi mà tôi đi thêm một chút nữa thì tôi tìm thấy một cái hang động. Rồi tìm thấy một cái hang động rồi. Nếu mà tìm thấy một cái hang động như vậy thì coi như có chỗ trú tạm, nhưng mà sợ là trong hang có một cái thứ gì đó thôi, chẳng hạn như gấu. Ở trong một cái khu rừng tăm tối như thế này mà lại có một cái hang gọi là tăm tối hơn thế nữa. Bên trong thì không có vẻ gì là có ánh sáng cả. Tôi cũng không có cảm giác như mình sẽ vào được bên trong. Không biết là có thứ gì có thể xài sử dụng thay đèn pin hay không. À đúng rồi, tôi có mang theo điện thoại. Đây, cái điện thoại khôn được khoanh trong cái ngoặc vuông này các bạn ơi. Ở đây sẽ là một cái manh mối nào đó, nếu mà mình không có điện thoại thì chắc là nó sẽ để cái gì đó ở đây để cho mình biết manh mối. À, đại loại là game nó như vậy đó, chắc là tới đây thì các bạn cũng đã hiểu được rồi. À, nếu mà tôi có thể sử dụng được cái ứng dụng đèn pin thì tốt, thì tôi có thể vào được rồi. Tốt, bây giờ là tôi đã mở đèn lên được rồi. Tôi dựa vào cái đèn pin của điện thoại khôn và dấn chân vào cái hang động. Thật ra thì bây giờ mình thấy điện thoại nó khá là tuyệt vời, mình cũng đang xài một cái điện thoại của Xiaomi này. Đó, cái điện thoại này thì nó cũng có đèn pin đó các bạn ơi. Khi xưa thì xài cái điện thoại đập đá thì nó không có được những cái chức năng như thế này. Mình cũng chỉ mới xài điện thoại khôn gần đây thôi. Rồi trong hang thì khá là tối. Nếu mà không có cái đèn pin của điện thoại thì tôi sẽ chẳng nhìn thấy được cái quái gì hết. Bầu không khí trong đây thì nó làm cho tôi ớn lạnh. Và nó còn hơi có một chút ẩm ướt nữa chứ. Nhưng mà nếu mà để nơi này làm nơi ở tạm thì chắc là cũng được đấy. Rồi, tôi suy nghĩ như vậy và tiến sâu thêm vào trong. Và có cái gì đó ở đây. Không lẽ là nơi này đã từng có một ai đó sống? Nói hơi tồi tệ một chút, nhưng mà nhìn nơi này giống như là một căn nhà nhỏ của mấy người đi lang thang vậy. Ôi, mình cảm thấy hơi sợ sợ rồi đấy. Cái tình huống này đáng lẽ ra gặp con người phải cảm thấy gọi là không có gì, phải cảm thấy an lòng. Bởi vì có đồng loại của mình trên đây nhưng mà mình lại cảm thấy rất là sợ. Rồi gặp người ở trên đảo hoang như thế này thì rất có thể đó không phải là một người bình thường đâu. Có một cái tấm futon được, có một cái gọi là cái tấm lá được trải ra ở trên đất giống như là futon vậy. Giống như một cái tấm đệm vậy. Và có một cái bàn đá cái không phải là cái bàn đá nữa, một cái bảng đá giống như cái bàn. Và ở trên đó có viết một cái gì đó nữa. Có vẻ như là ngày xưa đã có ai đó ở đây. Hay là bây giờ người đó vẫn còn ở đây nhỉ? Tôi tiến đến gần và thử kiểm tra xem không biết là nó viết cái gì đây. Quay quay gì thế?
Năm 1999, tháng 8, ngày 15, chiến thuyền của tôi và vợ đang đi thưởng tuần trăng mật gặp phải bão. Hoài nghe có vẻ đáng sợ đây. Thế là tôi đã bị tách biệt với vợ của mình. Chỉ có một mình tôi là bị trôi dạt lên hòn đảo này. Ôi! Vậy là tức là có một người khác nữa đang sống ở trên hòn đảo này các bạn ơi. Không biết là có còn sống hay không nữa. Nhưng mà đó là vào năm 1999 và hiện tại là năm 2019 rồi. Game này có vẻ như là được xuất bản vào năm ngoái gì. Rồi. Hiện tại là năm 2019. Vừa đúng 20 năm luôn. 20 năm không biết là người đó còn sống không nhỉ? Nhưng mà mình nghe nói là tuần lễ trăng mật thì tức là người đó còn trẻ khoảng chừng 20 mấy tuổi, có khi là 30 mấy trở lên. Thì bây giờ chắc cũng khoảng tầm 50. Rồi. Nếu mà người đó đã viết trên cái nhật nhật ký này là vợ thì tức là người đó là một người đàn ông mà. Rồi, sau khi trôi dạt đến hòn đảo này khoảng 10 ngày. Sau khi trôi dạt đến hòn đảo này thì đã 10 ngày trôi qua. Thật may mắn vì ở phía trước hang động có một tôi đã tìm thấy nguồn nước. Và thật bất ngờ rằng là thứ quả mà tôi muốn tôi cũng đã tìm thấy. Hả? Không phải các bạn ơi. Không phải là thứ quả tôi muốn tôi tìm thấy mà là có một cái điều thật là kỳ lạ là tôi ước một cái loại quả và tôi đã tìm thấy nó. Quay đừng có nói là giống nhân vật chính nha, khi mà ước có cái điện thoại khôn ở trong tay thì lại xuất hiện nha. Nếu mà tôi có thể gọi là trồng được cái này đó, thì tôi sẽ có lương thực. Tôi đã nghĩ như vậy. Nguồn nước, có cả nguồn nước và trái cây sao? Thật là tốt quá. Bây giờ thì mình lại có thể tìm được thức uống và lương thực cũng không chừng rồi. Rồi, ở dưới là mấy cái suy nghĩ của nhân vật chính. Còn ở trên mấy cái khối vuông này là mình nghĩ là cái bản viết tay của cái người đàn ông kia. Sau khi mà tôi cho dẹt đến hòn đảo này đã nửa năm trôi qua. Quay nửa năm sống trên đây một mình à. Tôi đã thuận lợi trong việc trồng loại quả cây mà mình tìm thấy. Đã tìm được nguồn nước tối thiểu và thức ăn. Cho nên là tôi không còn bị gọi là thiếu mấy cái lương thực thực phẩm nữa. Tôi đã đặt tên cho khu vực này. Cái hòn đảo này chính là thiên đường. Ok. Thiên đường à. Không biết là nó có còn sót lại hay không đây. Những cái từ này cũng không phải là thiên đường nữa mà vườn địa đàng à. Rồi. Thế là tôi quyết định ngay lập tức để đi tìm cái vườn điện đàng mà người đàn ông đã viết. Và tôi tiếp tục đọc những cái viết tay của người đàn ông. Sau đó thì tôi sẽ đi tìm rồi rồi rồi. Và bây giờ tôi quyết định là đọc tiếp. Có những cái dòng chữ viết khiến cho tôi cảm thấy khá là tò mò. Hả? Why? Ế? Các bạn có biết lý do tại sao mình cảm thấy khá bất ngờ không? Cái chữ đầu tiên ở đây là tự sát này. Dù tôi có tự sát đi chăng nữa thì vẫn quay trở lại cái ngày mà tôi bị trau dọt trên hòn đảo này. Dù cho tôi có sống cho đến hết đời, chết vì tuổi thọ, tôi vẫn quay lại ngày hôm đó. Cái hòn đảo này có cái gì đó rất là kỳ lạ. Ôi. Hả? Rồi, kể từ sau cái ngày mà tôi cho dạt đến hòn đảo thì đã biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần. Nó vẫn lặp đi lặp lại cái ngày hôm đó. Người ta thường nói là nếu mà không gặp con người trong vòng 10 ngày, không nói chuyện với bất kỳ ai thì sẽ trở nên điên loạn. Và có vẻ như tôi đã bắt đầu có triệu chứng như vậy. Nhưng mà sẽ có nhiều người có gọi là cái khoảng thời gian khác nhau, sẽ không ai dễ dàng trở nên điên loạn như vậy. Nhưng mà cứ tiếp tục cô đơn như thế này thì tôi cảm thấy là có vẻ như tôi sắp sửa lên cơn tới nơi rồi. Rồi, những cái phần dưới đây, những cái phần dưới nữa đều là những cái trang giấy trắng mà thôi, không có chữ viết gì nữa cả. Có vẻ như người đó đã không thể viết được nữa rồi. Quầy.
Họ nhất là gặp mấy người mà gọi là trở nên tâm thần rồi nha. Nhưng mà cái hòn đảo đó thì nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài, như thế thì làm sao mà mình có thể bắt gặp được người đó chứ. Ok. Nhưng mà cái hòn đảo này có thể làm lại từ đầu à. Thế tức là sao? Hay nó mang một cái ý nghĩa đen như vậy? Mà tóm lại thì tôi có suy nghĩ tiếp cũng vô ích mà thôi. Nghe nếu mà ở trước đây có một cái vườn địa đàng thì tôi sẽ thử đến đó kiểm tra xem sao. Thế là tôi rời khỏi cái ngôi nhà nhỏ trong hang này và tiến sâu vào bên trong hang nữa. Khi mà tôi tiến lên một chút thì tôi dần dần thấy được ánh sáng. À. Có tới qua Kidobori no Yo được à. Trong cái đường hầm này á, thì đáng lẽ là nó ở bên trong cái đường hầm này thì có vẻ như nơi đây là nơi đường cùng rồi. Và từ cái trần hang thì có một cái ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nơi đây khá là thần bí. À mình hiểu rồi, tức là đi vào sâu trong hang á, nó sẽ xuất hiện một cái vùng mà ở trên trần hang thì không có. Cái vùng đó thì có thể trồng cây nước uống à. Đại loại như vậy. Để tốt. Và ở bên trong đó thì có vẻ như là có các loại cây, có cái loại cây có hoa quả. Và còn có một con suối chảy ở trong đó nữa. Tốt quá. Đúng như là trong cái bản viết tay có viết, nơi đây chính là một cái vườn địa đàng. Đã lâu rồi chưa nhìn thấy nước và đồ ăn cho nên là tôi bay lại luôn. Tôi cứ thế mà gọi là ăn uống điên loạn lên thôi. Và sau đó thì tôi buồn ngủ vô cùng và tôi đi ngủ. Chỉ cần có nước uống với lại thức ăn thôi đã đủ khiến cho tôi cảm thấy an lòng rồi. Rồi mình tiếp tục đây. Bởi vì nhà mình ồn quá cho nên mình phải dừng lại một chút các bạn ơi. À, mọi căng thẳng mà vừa qua nó đã gọi là thả lỏng bớt trên vai của tôi rồi. Hả? Hả? Đột nhiên có một tiếng la nào đó các bạn ơi. Và khi đó thì đột nhiên ở sâu bên trong có một người đàn ông chạy tới. Hả? Một người đàn ông. Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cái hang này. Người đàn ông chạy tới thật là nhanh và hắn ta đấm liên tục vào mặt của tôi. Đầu tôi bị chấn động mạnh. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ bị giết mất. Có khi nào là tôi đã chết rồi không? Đến mức mà cơ thể tôi phải nghĩ như vậy luôn. Tôi không cử động được, ý thức thì đang trở nên mờ nhạt. Giữa ranh giới sống và chết à, ý thức của tôi đang dần gọi là tan biến đi à, tôi chỉ suy nghĩ được một cách rất là mờ nhạt rằng là tôi có cảm giác như là cái điều này đã từng xảy ra trước kia rồi, tức là nhân vật chính lại một lần nữa bị cho dẹt lên hòn đảo này rồi các bạn ơi. Hòn đảo này thật sự có cái vòng lặp. Tôi đã bị người đàn ông này viết mấy lần rồi chăng? Nếu mà tôi gặp phải cái người đàn ông này thì tôi chắc chắn sẽ bị giết. Nếu mà tôi có thể tiêu diệt được hắn ta thì có khi nào câu chuyện sẽ khác hay không? Nếu mà tôi có một thứ gì đó giống như con dao thì tôi có thể chiến đấu được chăng? Quay lại có một cái manh mối mới rồi các bạn ơi, là một con dao. Mình sẽ ghi lại con dao này nhá. Knife. Rồi. Nhưng mà tôi bị tấn công trong lúc ngủ, vì vậy mà tôi không có thời gian rảnh rỗi gì để mà suy nghĩ đến những thứ khác nữa. Nếu mà cứ tiếp tục ở một mình như thế này thì chắc chắn là sẽ rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ là nếu mà tôi có một người bạn đồng hành thì sẽ tốt hơn. À, sau khi mà tôi bị tấn công, cái điện thoại rơi xuống mặt đất thì ở trên màn hình hiện lên một cái danh bạ. Danh bạ đó có một cái tên các bạn ơi, chết rồi mình không biết đọc cái tên này như thế nào rồi. Rồi có vẻ như cái tên này tên là Shirai Daisuke. Tên tiếp theo là tên Kimura Kenta. Vậy là mình đã có thêm một vài manh mối mới nữa rồi các bạn ơi. Nếu mà những người đồng đội này có thể giúp ích được cho tôi thì rất là tốt luôn. Nhưng mà bây giờ thì chẳng còn cách nào khác nữa cả, tôi chẳng thể gọi được mấy người họ đến.
Để mình lưu lại cái tên kia luôn các bạn ơi, Kimura Kenta, cái tên Kenta thì dễ hơn, còn cái tên Daisuke, cái chữ kanji này mình chưa gặp bao giờ cả. Nếu mà theo những vị mà viết tay của người đàn ông đó là thật thì có lẽ là tôi sẽ có thể làm lại được từ cái ngày mà tôi cho dạng đến hòn đảo. Tôi không biết nguyên lý hoạt động của nó là như thế nào, nhưng mà nếu mà quay trở lại cái đêm mà tôi nhìn thấy ngôi sao băng ấy thì liệu tôi có nên ước thử một người bạn đồng hành hay không? Một thứ mà tôi có thể mang đến hòn đảo hoang, và đó không phải là thứ mà là một người, thì nó sẽ như thế nào? Ok, vậy là chúng ta kết thúc được cái đầu tiên khi mà mình mang điện thoại thông minh đến hòn đảo hoang này. Nói chung là cái cốt truyện của game này nó là khiến cho mình có cảm giác như là có cái gì đó rất là huyền bí đây, về cái hòn đảo mà nó có thể lặp đi lặp lại rất là nhiều ngày, và không chỉ mình mang được đồ vật đến mà mình có thể mang người đến nữa các bạn. Khá là thú vị đây, nhưng mà có lẽ là lần này mình sẽ gọi là tạm kết thúc cái video này tại đây. Hiện tại là mình đã thu thập được thêm ba cái manh mối mới, đó chính là chúng ta có thể mang con dao tới, mang theo hai người bạn tới, nghe có thể nghe có vẻ phi lý một tí. Nhưng mà chắc là lần sau thì mình sẽ thử ba cái manh mối này. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Nếu mà các bạn muốn mình ra tập mới nhanh nhất có thể thì các bạn hãy bấm cho mình một like. Đăng ký nếu các bạn là người mới và đừng quên lớn hơn chứ để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye!